Xin chào 500 anh em, chúng ta cùng trở lại với nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì mới thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi khám phá. Ngoại hạng Anh dẫn đầu vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mùa hè 2021. Kình ngư Võ Thanh Tùng không thể bảo vệ huy chương bạc Paralympic. Trong chuyên mục nhân vật thể thao ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam của chàng trai bán giày Lê Tiến Anh. Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, ngoại hạng Anh dẫn đầu về các hợp đồng bom tấn trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Jack Grealish đến Man City. Man City đã phá kỷ lục chuyển nhượng của mình với việc đưa Jack Grealish từ Aston Villa về sân vận động Etihad với trị giá 100 triệu bảng. Đây cũng là thương vụ đắt nhất mùa hè này. Romelu Lukaku đến Chelsea. Với 97,5 triệu bảng, Lukaku chắc chắn là mảnh ghép hoàn hảo trên hàng công của Chelsea ở mùa giải năm nay khi anh có được bàn thắng ở ngay trận đầu ra sân gặp Arsenal. Jadon Sancho đến Manchester United. Ngoài việc đưa huyền thoại Cristiano Ronaldo về với Old Trafford, thì MU cũng đón chào tiền vệ Jadon Sancho từ Dortmund với mức phí là 73 triệu bảng. Hakimi tới Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain đã trả cho Inter Milan tới 51,5 triệu bảng để sở hữu hậu vệ phải Hakimi. Đây cũng là mùa hè bận rộn khi Paris Saint-Germain mang về Donnarumma, Wijnaldum, Nuno Mendes và đặc biệt là Messi. Và cuối cùng là Ben White đến Arsenal. Ben White là bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal trong mùa hè này với mức phí chuyển nhượng là 50 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi đã ra mắt trong trận thua Brentford và hiện chưa trở lại thi đấu vì dính Covid-19. Sáng nay, kình ngư Võ Thanh Tùng đã bước vào tranh tài ở nội dung vòng loại bơi 50m tự do nam hạng thương tật S5. Đây là nội dung mà anh có hy vọng nhất khi từng giành huy chương bạc ở Paralympic Rio 2016. 50m tự do nam S5 có 16 vận động viên được chia thành 2 đợt, chọn 8 vận động viên có thành tích tốt nhất vào chung kết. Thanh Tùng bơi ở lượt thứ 2, anh về đích thứ 6 với thành tích là 35:91 và không thể giành quyền vào vòng chung kết. Như vậy, Võ Thanh Tùng đã thi đấu xong 5 nội dung tại Paralympic Tokyo và đều không thể vào chung kết. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hiện mới có một tấm huy chương bạc do lực sĩ Lê Văn Công đem về. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic khởi đầu mục tiêu chinh phục US Open 2021 khi mất 2 giờ 15 phút thi đấu và để đàn em 18 tuổi North Scott Rune bè một set đấu vào dạng sáng nay. Chung cuộc, Nole thắng 3-1 với các tỷ số là 6-1, 6-7, 6-2 và 6-1. Trong khi đó, huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo Alexander Zverev cũng vượt qua vòng 1 US Open khi đánh bại đại diện chủ nhà Sam Querrey với tỷ số là 6-4, 7-5 và 6-2. Zverev chỉ mất 1 giờ 39 phút để kéo dài mạch thắng của anh lên con số 12 trận liên tiếp. Còn Á quân Wimbledon 2021 Berrettini là hạt giống số 6 đã vượt qua Jeremy Chardy với tỷ số là 7-6, 7-6 và 6-3 để đi tiếp. Và đồng hành với anh còn có hạt giống Shapovalov. Ở nội dung đơn nữ, Aspati tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh tay vợt số 1 thế giới khi vượt qua lão tướng 36 tuổi Vera Vonareva với tỷ số là 6-1 và 7-6. Cùng đi tiếp với Barty còn có hạt giống số 4 Karolina Pliskova. Hai tay vợt tiếng tăm là Petra Kvitova, người cũng có chiến thắng dễ dàng trước tay vợt người Slovenia Polona Hrsov sau 2 set đấu với tỷ số là 6-1 và 6-2. Từ kẻ nát rượu, shipper đến ngôi sao được AC Milan chiêu mộ vào phút chót. AC Milan khiến thế giới bóng đá xôn xao khi hoàn tất một thương vụ khá dị trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè 2021. Đó là bản hợp đồng lạ hoắc mang tên Messias Junior từ câu lạc bộ Crotone ở Serie B. Theo truyền thông Italia, AC Milan đạt được thỏa thuận mượn Messias Junior từ Crotone trong một mùa giải với giá 2,6 triệu euro và để mua đứt tiền vệ người Brazil. Đội bóng thành Milan sẽ phải trả tổng cộng khoảng 6,4 triệu euro tính cả phụ phí. Đó rõ ràng là một con số không nhỏ với một cầu thủ đã 30 tuổi nhưng còn rất ít người biết đến tiếng tăm, tài năng. Và thay vào đó là những thông tin gây sốc về đời tư mà cũng vừa được báo giới tiết lộ. Cụ thể, Messias Junior trong thời gian ăn tập bóng đá hồi trẻ ở quê nhà Brazil đã từng nghiện rượu và cũng bởi tật xấu này, anh suýt mất mạng vì tai nạn giao thông do lái xe trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo. Thậm chí, vào năm 2011, Messias Junior từng bỏ việc theo đuổi sự nghiệp bóng đá, rời quê nhà Brazil để đến Italy làm việc. Anh chấp nhận làm shipper chuyên giao máy giặt cho cửa hàng thiết bị đồ điện để nuôi vợ và hai con.
Tại Turin, anh tham gia đội bóng nghiệp dư của cộng đồng người Peru, tham dự giải đấu không chuyên UIS. Khi đó, Ezio Rossi, cựu cầu thủ Torino, ngỏ ý dẫn Messias Junior quay trở lại với bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil từ chối vì vấn đề cơm áo gạo tiền của gia đình gắn với công việc shipper. Sau đó, cái duyên với bóng đá giúp Messias Junior gắn bó với Casale. Mùa giải 2015-2016, tức là 6 năm trước, Messias bắt đầu bước vào hành trình một cầu thủ chuyên nghiệp khi trở thành nhân vật chính giúp đội bóng này góp mặt ở Serie D, giải đấu hạng 4 tại Italia. Chia tay Casale, Messias Junior chuyển sang Chiari Gonzano. Tài năng của Messias Junior được Groton đánh giá cao. Vào mùa hè năm 2019, anh gia nhập đội chủ sân Ezio Sida. Anh ra sân 34 trận, đóng góp 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, giúp Groton thăng hạng. Ở tuổi 30, Messias Junior có lần đầu tiên được thi đấu ở Serie A. Sau khi tỏa sáng mùa trước ở Serie B với 36 trận, ghi 9 bàn thắng, đóng góp 4 pha kiến tạo, dù Groton không thể trụ hạng thành công, nhưng tài năng của Messias Junior vào tầm ngắm của AC Milan. Và giờ, giấc mơ được chơi bóng ở San Siro đã thành hiện thực. Sở dĩ gọi đó là giấc mơ cũng chẳng sai, bởi 6 năm trước, Messias vẫn còn là shipper rau máy giặt. Và 3 năm qua, anh đã nhảy liền từ giải đấu hạng 4 lên Serie A, giải đấu cấp cao nhất của Italia. Và giờ, hãy cùng xem ở tuổi 30, với số áo đúng bằng số tuổi, Messias Junior sẽ chơi ra sao ở mùa giải này. Trong danh sách 25 cầu thủ sang Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên cả 4 tân binh. Trong số này, Lê Tiến Anh là cái tên gây tò mò bởi anh còn khá xa lạ ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Bình Định. Nhưng khi biết được quá khứ của cầu thủ này, có lẽ người ta lại càng cảm thấy nể phục hơn. Sinh năm 1998, cậu bé có chiều cao khá khiêm tốn 1m65, quê tại vùng Thạch Thành, Thanh Hóa, tham gia tuyển sinh vào khóa 2 Học viện Hoàng Anh Gia Lai, lọt vào vòng chung kết cùng lứa Đinh Thanh Bình, Hoàng Thanh Tùng nhưng đã không được chọn. Buồn vì không đến được câu lạc bộ phố núi, Tiến Anh thi và được chấp nhận ngay vào lò Viettel lập tức khi là một trong số những học viên gây ấn tượng mạnh. Tưởng chừng như mọi thứ suôn sẻ nhưng tai họa lại ập đến với Tiến Anh. Năm 2018, trong một trận đấu tại giải hạng nhì cùng đội trẻ Viettel, Tiến Anh bị đứt dây chằng gối khiến cho cầu thủ sinh năm 1998 này phải từ bỏ giấc mơ bóng đá. Viettel thanh lý hợp đồng và mọi thứ trở nên trông chênh. Vật vã 2 năm với chấn thương, không nhìn thấy được tương lai, Tiến Anh quyết định giã từ giấc mơ của mình. Gia đình không khá giả, bố làm vườn, mẹ là giáo viên. Cơm áo gạo tiền khó khăn khiến Tiến Anh buộc phải tìm kế mưu sinh. Tiến Anh quyết định mở một shop giày thể thao, cùng với đó là tham gia các trận bóng đá phủi. Cầu thủ người Thanh Hóa vô tình gặp được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Vị bác sĩ từng có nhiều năm gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam đã trở thành ân nhân của Tiến Anh khi khám và chữa trị miễn phí chấn thương cho anh. Nếu em không gặp được bác Hiền thì có lẽ đã không thể có ngày đứng lại trên sân cỏ và theo đuổi đam mê của mình. Đến bây giờ và sau này, bác Hiền luôn là ân nhân trong lòng em, Tiến Anh chia sẻ. Thời gian này, Tiến Anh được giới thiệu đi đá phủi vì quá nhớ bóng đá, nhưng chính vì điều này đã giúp chàng trai sinh năm 1998 bén duyên lại với con đường chuyên nghiệp. Thời điểm ấy, mình được một người bạn giới thiệu về MV. Mình vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn chấn thương khi chân phải dường như không đá bóng được, chỉ có chân trái mà thôi. Chọn đi đá phủi là để thỏa đam mê và đỡ nhớ bóng đá. Đến khi chuyển sang chơi cho Nguyễn Trãi thì may mắn là đã trở lại chuyên nghiệp được một năm khi thi đấu cho Bình Phước. Mình được anh Hợp giới thiệu và ở đó có anh Thuận Xuôi là đàn anh và cũng là hình mẫu để mình học tập theo. Tiến Anh nhớ về khoảng thời gian đi đá phủi và tìm đường trở lại môi trường chuyên nghiệp. Sau khi bén duyên trở lại với bóng đá đỉnh cao, Tiến Anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Đức Thắng khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa ở V-League. Nhận thấy tố chất của cậu học trò, huấn luyện viên Đức Thắng giúp Tiến Anh chơi bóng ở giải hạng nhất trước khi trao cơ hội đá V-League trong màu áo của Bình Định. Mùa này, Tiến Anh dù chỉ có 6 trận ra sân nhưng chừng đó vẫn thuyết phục được huấn luyện viên Park Hang-seo để lần đầu tiên lên tuyển Việt Nam. Và hơn hết là cảm giác vui sướng khi được thi đấu cạnh thần tượng của mình là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Hồi đó chỉ mong được anh Tuấn Anh tặng cho cái băng đô buộc tóc của anh để làm kỷ niệm. Bây giờ cũng vậy, tiếc là anh Tuấn Anh đã không dùng nó nữa rồi. Lê Tiến Anh chia sẻ với báo chí trước buổi tập vào tối ngày 31 tháng 8 cùng với đội tuyển Việt Nam tại Ả Rập Xê Út.
Có lẽ thời điểm cách đây 7 năm, Lê Tiến Anh chẳng thể nghĩ có ngày được triệu tập đội tuyển Việt Nam và là đồng đội ở chung phòng với thần tượng Tuấn Anh. Ở chuyến làm khách của đội bóng hàng đầu châu lục là Ả Rập Xê Út tại vòng loại cuối World Cup 2022. Thời gian đầu ở cùng phòng với anh Tuấn Anh, tôi có đôi chút ngại ngùng. Sau đó anh em quen dần, cởi mở hơn, chia sẻ với nhau mọi thứ từ chuyên môn trên sân cỏ tới những câu chuyện ngoài cuộc sống. Tiến Anh chia sẻ, thực tế hành trình đến với bóng đá và lên đội tuyển Việt Nam của Lê Tiến Anh cứ như một chuyến phiêu lưu kỳ thú mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Giờ nhớ lại, quãng thời gian đi bán giày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Nhờ khoảng thời gian đó mà tôi trưởng thành như hiện tại, học được nhiều tính kiên trì, có được những trải nghiệm quý trong cuộc sống mà trong môi trường bóng đá không có được, Lê Tiến Anh chia sẻ. Vừa rồi là những tin tức thể thao cũng như những câu chuyện bên lề mà Nhịp Đập Thể Thao ngày hôm nay đã mang đến cho 500 anh em. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em trong những bản tin tiếp theo.